phải bởi mình là LGBT và mình cố gắng tham gia vào đời sống chính trị, là một cái người mà có thể đại diện cho họ, thì cái sự thật đó nó hơi difficult với họ. Tức là liệu một nhóm thiểu số có thể đại diện cho tôi hay không trong cái cơ quan quyền lực của nhà nước. Có thể mình là người đầu tiên, mà tôi không bao giờ mong mình là người duy nhất. Và chắc chắn là cho dù cái kết quả như thế nào thì nó cũng sẽ là những cái bài học, những cái sự rút kinh nghiệm cho những người mà muốn làm nhiều hơn tôi trong tương lai. Khi tôi hoạt động về LGBT thì tôi hay nghe những người mà họ phản đối, họ nói rằng là hãy cứ làm một người công dân bình thường đi, tại sao phải nhận mình là LGBT. Nhưng mà ở đây khi rõ ràng khi tôi tham gia vào một cái đời sống chính trị xã hội mà tất cả người công dân Việt Nam cùng tham gia vào, thì họ thông điệp của họ lại là hãy cứ yên với lại cái phận mình là LGBT đi, đừng cố gắng tham gia vào như là một công dân.